Xin chào tất cả các bạn. Thì do một số lý do cho nên bây giờ anh đành ngồi đây tự kỷ một mình để làm lại cái loạt video có thể hướng dẫn sửa cái bài tập mà anh giao các bạn trong hè. Thì cái bài tập mà trước khi các bạn nghỉ hè anh giao cho các bạn về nhà làm, có thể các bạn làm ra, có thể các bạn làm chưa ra. Thì bạn nào làm chưa ra, các bạn có thể tham khảo cái video này để xem cái cách của anh làm nó có, thứ nhất, cách của anh làm nó có giống cách của bạn hay không, hay cách của anh làm nó có cái gì đó mới lạ hay hơn cách của bạn, hoặc nó dở hơn cách của bạn. Nói chung có thể là cách bạn cách thứ nhất, cách anh cách thứ hai, bạn hãy tham khảo để bổ sung thêm cho mình, biết càng nhiều cách thì nó càng hay đó. Rồi cái thứ hai, nếu bạn nào chưa làm ra, các bạn có thể tham khảo cách của anh, có một ý tưởng nào đó rồi các bạn tự ngồi code lại, xem video xong các bạn code lại theo cái mà bạn hiểu, theo cái mà bạn xem video bạn hiểu đó. Để các bạn có thể bạn xem đến nửa chừng, hay các bạn xem đến cái gợi ý của anh thôi là các bạn cũng có thể làm được rồi. Ví dụ như vậy, các bạn không cần xem hết video, nhưng mà các bạn không cần xem cái phần mà anh code, các bạn chỉ xem cái phần mà anh phân tích thôi. Bây giờ bài tập anh tập trung một chủ yếu vào phân tích cái đề. Rồi thì bài tập anh giao về hè nó như thế này, nó gồm có 10 bài, chắc anh sửa một hai bài, anh sửa chừng 4-5 bài đại diện thôi, hay là hứng thì anh chơi hết luôn thì nó chưa biết được. Đầu tiên cho anh sửa bài 1 đi để lấy cái động lực nha. Rồi anh copy bài này qua bên ngoài cái notepad khác để cho nó dễ hình dung. Đây là bài 1. Rồi đây là một số thao tác gọi là thủ tục thôi, giống như khi đá banh hát quốc ca vậy đó. Ok, bài 1 chúng ta như sau. Rồi thì hôm trước các bạn học bài mảng đúng không, thì cái bài mảng mảng thì bây giờ anh không nhắc lại kiến thức bài mảng, anh nhắc sơ thôi. Ta tập trung vào, rồi hôm trước cái đề bài yêu cầu gì, nhập vào một mảng một chiều có số nguyên, nghĩa là mảng là tập hợp các phần tử cùng kiểu liệu với nhau mà người ta yêu cầu nhập vào mảng một chiều có số nguyên. Vì vậy các phần tử, mỗi phần tử trong cái mảng này, mảng tập hợp nhiều số nguyên mà, vậy thì mỗi phần tử trong mảng này sẽ là một số nguyên. Ok, cái này anh đã chỉ rồi thì có dễ, thì dễ hình dung rồi. Rồi bây giờ yêu cầu đề bài là gì, viết hàm xuất ra các số chính phương trong mảng. Số chính phương này khi các bạn học cái bài câu lệnh điều kiện vòng lập for các bạn đã làm rồi, anh phải nói sơ lại thuật toán này đó. Rồi thì cái đầu tiên người ta yêu cầu là nhập vào mảng một chiều các số nguyên. Ok, bước 1 anh phân tích như thế này. Bước 1 là viết hai cái hàm, viết hai hàm, đó là hàm gì, hàm nhập mảng. Đó là đầu tiên là gì, hàm nhập mảng. Nhập mảng làm gì, để nhập vào cái mảng theo đề bài yêu cầu. Tiếp theo là viết một cái hàm xuất mảng, hàm xuất mảng. Điều này đồng nghĩa với việc khi các bạn làm bài tập mà liên quan đến phần mảng một chiều thì cái công việc đầu tiên các bạn review đó chính là viết hai cái hàm cho anh, đó chính là hàm nhập mảng và hàm xuất mảng. Để làm gì, hàm nhập mảng là nhập vào các phần tử trong một cái mảng, ví dụ mảng ta yêu cầu 5 phần tử thì hàm nhập mảng tác dụng nhập vào 5 phần tử cho cái mảng đó. Hàm xuất mảng làm gì, hàm xuất mảng có tác dụng sẽ xuất ra các cái giá trị của cái mảng một chiều mà chúng ta vừa nhập vào bàn phím, để chi, để ta kiểm tra xem cái các phần tử mà chúng ta nhập cho cái mảng đó nó có đúng như như cái ý muốn là hay chưa, ta nhập có đúng hay không, có bị sai sót gì không. Đó đó là đầu tiên khi làm việc với mảng là chắc cú viết hai cái hàm, cho nên là hàm nhập mảng hàm xuất mảng trước. Ok, rồi bước 2 là đi viết gì, lên ý tưởng, lên ý tưởng và viết cái hàm xử lý theo yêu cầu đề bài, theo yêu cầu đề bài, nghĩa là đề bài người ta yêu cầu viết cái hàm xuất ra các số chính phương trong mảng đó. Vậy là yêu cầu là phải có một cái hàm, có một cái thuật toán, có một cái ý tưởng kiểm tra một số nguyên có phải số chính phương hay không. Rồi hôm trước chúng ta đã học là chúng ta làm việc trên một số nguyên, bây giờ ta học qua mảng mà mảng là tập hợp nhiều số nguyên đó. Vì vậy chúng ta sao, chúng ta sẽ diệt từ đầu mảng đến cuối mảng. Nếu chúng ta diệt từ đầu mảng đến cuối mảng, nếu như phần tử nào là số chính phương thì sao, thì cái phần tử đó thỏa mãn cái đề bài yêu cầu, ta xuất ra màn hình đó như vậy. Nhưng bây giờ số chính phương là số gì? Rồi bước 2 là như vậy. Bây giờ chúng ta đi định nghĩa cái khái niệm số chính phương. Số chính phương là gì? Số chính phương là số mà khi ta căn nó ra,
căng ra phẩy, kết quả là một số nguyên. Anh ví dụ, số 16 là số chính phương, là số chính phương. Bởi vì sao? Bởi vì căn 16 bằng mấy? Căn 16 sẽ bằng 4. Kết quả là một số nguyên. Vậy thì căn 16 kết quả là một số nguyên. Đó, ví dụ tiếp theo. Số 12 không phải là số chính phương, không phải là số chính phương. Bởi vì sao? Bởi vì căn 12 nó bằng 3 phết, anh nhớ được 3 phết 4 mấy đó. Đó, vâng 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 đi. Thì 3 phết 4 mấy này đâu phải là số nguyên đâu. Vì vậy nó không khỏi yêu cầu đề bài, nó không phải số chính phương. Các bạn hình dung như vậy. Vậy thì bây giờ anh có một thuật toán như thế này. Anh có một thuật toán như thế này, một ý tưởng như thế này. Nghĩa là nếu như một cái số, ý tưởng nha, ý tưởng, trước khi qua ý tưởng thì rồi, anh có một cái này để các bạn hình dung ý tưởng của anh. Ví dụ như số 16 là số chính phương đúng không? Vậy thì kết quả sau khi anh căn nó ra là một số nguyên. Anh lấy cái phần nguyên của nó. Lấy phần nguyên của cái số. Lấy phần nguyên của số vừa căn ra. Đó, trong trường hợp số 16 này chính là gì? Chính là 4. Bình phương lên. Bình phương lên. Đó, suy ra nếu kết quả sau khi, nếu kết quả nếu sau khi căn một số nguyên ra kết quả rồi lấy phần nguyên của kết quả đó đem bình phương lên, đem bình phương lên mà bằng với chính nó thì đó là số chính phương. Các bạn có hiểu cái ý đề bài không? Các bạn có hiểu ý tưởng này không? Lấy phần nguyên của cái số vừa căn ra đó, chính là số 4 nè. Nếu như sau khi nè, hình dung nếu sau khi căn một số nguyên là căn 16 đó ra kết quả là 4. Rồi lấy cái phần nguyên thì phần nguyên của 4 chính là 4 luôn, là lấy phần nguyên của kết quả vừa căn ra đó đem bình phương lên mà bằng với chính nó thì đó là số chính phương. Có phải số 16 kết quả sau khi căn ra là một số 4, lấy phần nguyên của 4 đó, lấy phần nguyên của kết quả là 4, vẫn là 4, thì 4 nhân 4 bằng 16. Vậy thì số 16 là số chính phương. Còn các bạn hình dung cái số 12 này cũng làm như vậy, căn 12 ra một kết quả là 3,40 mấy đó, anh không nhớ. Thì lấy cái phần nguyên của kết quả 3,4 mấy này, phần nguyên của kết quả 3,4 mấy là mấy? Là 3. Rồi đem bình phương lên. Thì các bạn thấy 3 bình phương lên là mấy? Là 3. Nó có bằng với cái 9 số 12 này, nó có bằng với số 12 này không? 3 bình phương là 9, 9 không bằng số 12. Vì vậy 12 này sẽ không phải là số chính phương. Đó, các bạn hình dung được chưa? Hình dung được vấn đề chưa? Rồi, các bạn ngồi suy nghĩ và hình dung nghe kỹ những gì anh nói. Đó, bình phương một số ra, ví dụ bình phương số 10, căn số 12 ra mấy? Căn số 12 ra 3,40 mấy? 3,40 mấy này bạn lấy phần nguyên của 3,40 mấy là 3. Phần nguyên nè. Đó, phần cặp phần nè. Thì lấy phần nguyên của 3 chính là 3 luôn. Mà 3 đem bình phương lên, 3 nhân 3 là 9. 9 nó không chứ bằng 12. Vì vậy số 12 không phải số chính phương. Còn số 16, căn số 16 kết quả ra là 4. 4 mà lấy kết quả của phần nguyên thì phần nguyên của 4 cũng chính là 4. Mà 4 nhân 4 nó bằng cái số ban đầu là số 16. Vì vậy 16 là số chính phương. Đó, anh nói kể cho đó nghe. Nói ý tưởng như vậy thôi. Rồi hình dung
Vậy thì bây giờ ý tưởng là như vậy thì ta vô code thôi. Đầu tiên, chúng ta đang làm việc trên tập hợp một cái mảng một chiều, như tập hợp nhiều số nguyên. Quy tắc làm mảng một chiều là nó làm việc trên nhiều số nguyên. Vì vậy anh sẽ viết một cái hàm để kiểm tra một số nguyên thôi. Nếu như cái hàm anh kiểm tra đó mà nó đúng thì có nghĩa anh sẽ đem áp dụng cái hàm đó trên nhiều số nguyên. Cái đầu tiên chúng ta thao tác trên một số nguyên trước. Mà nếu như cái thao tác thuật toán xử lý chúng ta xử lý đúng trên một số nguyên thì chắc chắn nó cũng đúng trên nhiều số nguyên. Các bạn hình dung như vậy. Đó, vì đầu tiên anh sẽ vô code như thế này. Đó, thì đầu tiên anh chưa vội viết cái hàm nhập mảng xuất mảng, anh chỉ làm một cái hàm đầu tiên, hàm gì? Hàm kiểm tra số chính phương. Nếu trả về true thì n là số chính phương. Ngược lại không phải, nghĩa là ngược lại trả về false là không phải số gì chính phương. Hàm này hàm kiểm tra, vì vậy anh dùng cái kiểu liệu gì? Kiểu liệu bool. Bool là trả về true false, bây giờ ta kiểm tra mà. Kiểm tra số chính phương. Tham số truyền vào cho cái hàm này nó chính là một số nguyên để kiểm tra. Ví dụ n đó. Thì anh cứ làm như cái lúc nãy thôi. Bây giờ đầu tiên căn căn thì chúng ta phải dùng cái gì? Dùng thêm cái thư viện, là thư viện ở bên C cộng, chúng ta dùng thư viện là map, C map cũng đúng. Hoặc chúng ta dùng cái gì? Map.h cũng đúng, bởi vì map.h là chúng ta khai báo thư viện kiểu bên C, còn bên C cộng chúng ta khai báo đúng của nó là C map. Cái nào cũng được, bởi vì C cộng cộng nó có thằng C. Vì vậy các bạn ghi cái điều nào cũng đúng hết. Thư viện toán học, nghĩa là dùng những cái hàm toán học. Vậy thì đầu tiên anh có một cái gì? In kết quả bằng SQRT. Đó. Trong đây là N. Anh đang dùng cái visual là visual gì? Cái visual của anh là một cái visual 2010. Vì vậy nó có thể yêu cầu cái tham số truyền vào cái hàm SQRT này là một tham số thật nó mới chịu. Nhưng khi các bạn qua cái visual 2012-2013 có thể là nó tự động ép kiểu về số thật cho các bạn. Còn trong trường hợp này của anh là tham số n, của anh là số nguyên, vì anh phải ép kiểu về, nó yêu cầu tham số trong cái hàm SQRT này phải là tham số thật. Mà hôm nay anh truyền vào một tham số nguyên nó không chịu, vì anh phải ép kiểu n về là một cái số thật. Còn khi các bạn dùng cái visual 2012-2013 thì có thể nó hỗ trợ bằng việc đó, nó tự động nó ép kiểu về luôn. Thì ép kiểu anh nhân cho 1.0, cái gì một số nguyên nhân cho 1.0, 1.0 là phút là số thật, nguyên nhân số nguyên nhân số thật, kết quả sẽ là số thật thôi. Rồi kết quả này nó sẽ ra một cái gì? Ví dụ như số 12 thì căn 12 này nó sẽ ra mấy? Nó sẽ ra là 3,40 mấy. Nhưng khi anh ép kiểu về in thì nó chỉ lấy cái gì? Nó chỉ lấy cái phần nguyên thôi, nó chỉ lấy cái phần nguyên của kết quả vừa ép, nó chỉ lấy phần nguyên của kết quả thôi. Nó phần nguyên nè, nó lưu vào biên kết quả. Rồi, xuống đây anh kiểm tra. Nếu như cái kết quả này mà nhân với kết quả này, nghĩa là bình phương á, bình phương hỏi là hai số nhân lại với nhau ra bình phương không? Tương đương ý nghĩa. Thì kết quả nhân kết quả mà nó bằng cái gì? Nó bằng với chính n đầu tiên. Thì chúng ta return về true. Nghĩa là lúc này n là gì? Là số chính phương. Còn nếu như điều kiện này không xảy ra thì ta sẽ return về false, nghĩa là n không phải là chính phương. Nó n không phải là gì? Số chính phương. Hình dung được chưa? Đó, bây giờ anh sẽ test thử cái hàm này. Anh sao cái hàm này, nếu sao cái hàm này nó trả về thì là một, có nghĩa là tương đương với true.
trả gì không từ Nutriphone. Anh tìm vào hàm số đại số 16, con giải kết quả là gì? Nó trả về kết quả là 1, nghĩa là đúng. True tương đương với 1, false tương đương với 0. Anh số 12 nè, các bạn xem trả kết quả là gì. Số 12 nó kết quả, nó quả nó trả về gì? Cái hàm này trả về kết quả là 0 tương đương với false. Đó, vậy là nghĩa là cái thuật toán của anh đã đúng, cái hàm của anh đã đúng. Bây giờ anh chỉ bị áp dụng ở trên cái mảng thôi. Đó, chúng ta test test trên một số, chúng ta thực hiện thăm, chúng ta làm việc với một số nó đúng rồi, thì bây giờ chúng ta làm việc trên tập hợp nhiều số, đó là mảng một chiều thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái gì? Hàm nhập mảng này quá quen thuộc rồi. Void nhập mảng quá quen thuộc rồi thì làm nhanh lại luôn. Cái video này anh phân tích chậm, nhưng những video sau thì anh nói nhanh hơn. Như cái này anh ôm lại luôn, vừa ấy vừa ôm lại. Rồi void nhập mảng, tham số truyền vào là một cái mảng và một cái n chính là số lượng phần tử của mảng. For in y bằng 0, y bé hơn n để nhập mảng, y cộng cộng, chúng ta có một cái câu lệnh xuất ra là gì? Nhập phần tử a sin a. Rồi hàm sức mãn, hàm nhập mãn, hàm sức mãn. Sức mãn, sức mãn thì hôm nay chúng ta thay đổi cái này lại thôi, sửa lại thôi mà. CL rồi thôi, CL các giá trị của phần tử cho nó rộng rộng ra cho đẹp. Đó, AI chính là gì? AI chính là phần tử của mảng. Còn Y chính là gì? Y chính là chỉ số của mảng. Các bạn nhớ rõ điều này nha. Đó, còn toán tử ô vuông này chính là gì? Ô vuông này chính là toán tử. Toán tử lấy chỉ số, nghĩa là toán tử lấy một phần tử tại cái chỉ số Y bên trong. Rồi lúc này chúng ta viết một cái hàm gì? Hàm xử lý. Hàm xử lý có tác dụng là in ra các phần tử theo cái đề bài yêu cầu nè. In ra cái gì? Viết hàm xuất ra các số chính phương trong mảng, nghĩa là trong cái mảng bạn các phần tử nào là số chính phương, nghĩa là cái số nào là số chính phương thì chúng ta in ra thôi. Thì void đâu có trả vị trí gì đâu, ghi hàm xử lý đi, dễ hình dung. Hàm gọi hàm nha. Rồi in a truyền vào hàm số là một cái mảng, và in n là số lượng phần tử của mảng. Tức là chúng ta làm việc trên tập hợp cái mảng là mảng số nguyên. Vì vậy chúng ta cứ diệt từ đầu mảng đến cuối mảng, rồi chúng ta bóc từng phần tử của mảng ra, bóc bóc phần tử tại vị trí a 0, bóc phần tử tại vị trí a 1, phần tử tại vị trí a 2, a 3, a 4. Chúng ta kiểm tra nếu phần tử tại vị trí nào là số chính phương, ta xuất phần tử ra. Đơn giản thôi nè, in y bằng 0, diệt từ đầu mảng đến cuối mảng, mảng là chỉ số bắt đầu từ 0 đến chỉ số n trừ đi 1, n chính là số lượng phần tử của mảng. Diệt yeah. Mảng diệt từ đầu mảng đến cuối mảng, nghĩa là vòng là for tác dụng như vậy đó, từ đầu mảng đến cuối mảng, lấy từng phần tử kiểm tra, lấy từng, rồi diệt từ đầu mảng đến cuối mảng vòng là for. Sau đó chúng ta sao, nếu chúng ta gọi là cái hàm gì, hàm kiểm tra chính phương bên trên đó, kiểm tra chính phương. Chúng ta truyền vào đây là một cái gì? Nghĩa là cái if này nè, lấy từng phần tử của mảng đi kiểm tra. Lấy từng phần tử của mảng đi kiểm tra thì bỏ vô đây AI. Có phải AI là một phần tử ở trong cái mảng đó? Ta diệt mảng từ đầu mảng đến cuối mảng bằng cách y bằng 0, y bé hơn n, y cộng cộng nè. Mỗi lần chúng ta lấy một phần tử ra là AI, chúng ta kiểm tra. Nếu như sau khi kiểm tra cái hàm này kiểm tra mà trả gì thì là true, thì chúng ta sao? CL phần tử này ra thôi. Đó. Đó, bạn hình dung chưa? Diệt từ đầu mảng đến cuối mảng, lấy từng phần tử của mảng ra kiểm tra. Nếu phần tử nào thỏa mãn cái yêu cầu là thỏa mãn ở số chính phương, là bằng cách là cái hàm là trả gì true, thì ta xuất cái phần tử ra thôi. Đó, bạn hình dung. Rồi, lúc này chúng ta chạy thử rồi.
khai báo rồi in A100, mảng chứa 100 phần tử, 100 phần tử số gì số nguyên. Rồi chúng ta có một cái lệnh, câu lệnh cái này nhập mảng, gọi là cái hàm nhập mảng nhé, nhập mảng truyền vào tham số là a và n, n in n, n chính là số lượng phần tử của mảng, số lượng phần tử của mảng. Chúng ta cl nhập số lượng phần tử của mảng, nhập số lượng phần tử mảng, sin là câu lệnh nhập đó. Rồi chúng ta xuất ra cái mảng sau khi nó nhập thử xem đúng hay không. Xuất mảng, xuất mảng tham số truyền vào là gì, là a phải n. Rồi chúng ta gọi là cái hàm gì, gọi hàm xử lý để xử lý yêu cầu của đề bài là xuất ra có số chính phương trong mảng, xử lý truyền vào hai thông số là gì, một cái mảng và n số lượng phần tử của mảng. Rồi chúng ta chạy thử. Rồi bây giờ chúng ta nhập thử cái mảng rồi. Cái mảng ta có 5 phần tử là 3, 4, 16, 25, 2. Chỗ này, chỗ này. Cho nó rõ ràng. Các số chính phương, rồi nhập lại test thử, nhập mảng có 5 phần tử 1, 2, 16, 12, 25. Rồi cái mảng đầu tiên chúng ta là mảng gì, cái mảng đầu tiên ta có 5 phần tử là 1, 2, 16, 12 và 25. Vậy thì các phần tử nào trong mảng này là số số chính phương, thì trong cái mảng có 5 phần tử này số chính phương là số 1, số 16, số 25. Số 1 là số đặc biệt, bởi vì căn 1 luôn bằng 1 rồi, hình dung. Đó, số 16 là số chính phương, số 25 là số chính phương. Đó, các bạn hình dung. Rồi, các bạn hãy xem lại video và các bạn có thể test những trường hợp khác. Nếu có gì sai, các bạn hãy comment bên dưới cái video. Hình dung được chưa? Đó, đây là cách phần video nó hơi dài, bởi vì anh phân tích từng cái nó cụ thể và anh có nhắc lại kiến thức cho nên nó hơi chậm. Đó, nếu mà các bạn nào xem mà các bạn xem. Rồi ok, thì anh sẽ kết thúc video này tại đây. Bạn xem lại nhé.